là một trong tam đại thế lực mạnh nhất trên thế giới. Nhưng sau khi hội nghị Marie Jo kết thúc và với sự óc chó của bà đứa nào đó đã khiến cho Thất Vũ Hải bị tan rã và giờ đây chỉ còn mỗi hai thế lực mà thôi. Hải quân, một thế lực tuy không phải là nhân vật chính nhưng lại là một thế lực hùng hậu và có phần áp đảo các thế lực khác trong One Piece. Và mỗi lần gặp hải quân ở đâu thì 9 trên 10 hải tặc sẽ ngay lập tức chạy trốn chứ đâu ai rảnh mà ở lại để ăn đạn của tụi nó. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là lý do mà hải quân lại mạnh hơn hải tặc trong One Piece nhé. Gian vũ khí hiện đại. Trong một thế giới mà cứ mỗi một mét vuông là có 10 thằng hải tặc thì rất cần tới lực lượng hải quân hùng hậu để đứng ra quản lý những vùng đất mà hải tặc đi qua. Vì không phải hải tặc nào cũng là người tốt nên rất cần cả hải quân dẹp loạn. Bình thường thì cứ mỗi khi nhắc đến lực lượng hải quân, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đội quân đông đảo sẵn sàng ra trận để áp đảo kẻ xấu. Tuy nhiên, để đánh bại được hải tặc, đặc biệt là những kẻ sở hữu tàu chiến được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại, thì lực lượng hải quân cũng phải được trang bị đầy đủ các món vũ khí hỗ trợ cho công việc vây bắt hải tặc. Trong đó, họ cần đến những chiến hạm to lớn và những con tàu chiến. Những con tàu này không chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển thuận lợi cho hải quân, mà chúng còn được trang bị đầy đủ những món vũ khí tối tân như đạn pháo dùng để chiến đấu dưới nước. Vì hải tặc trong One Piece toàn là những kẻ sở hữu các chiến hạm xịn sò, gian pháo, súng đủ khắp nơi, thì việc trang bị cho tàu hải quân những khẩu pháo tốt cũng là điều đương nhiên. Nhưng ai cũng biết rằng pháo đại bác trong One Piece có sức công phá còn thua có bộ ông già, nên hầu hết trong phim thì nó được dùng để chừng là chính. Chưa kể đến là mỗi chiến hạm còn chở được khoảng 1.000 binh lính thì phải biết nó to như thế nào, mình cả là nó phải to gấp vài trăm con voi gộp lại. Ngoài những chiến hạm phục vụ cho việc di chuyển cũng như đánh nhau dưới nước ra thì hải quân còn có một vài món vũ khí khác được xem là niềm tự hào như Buster Cole. Đây không phải là một vũ khí nhưng nó lại cực kỳ đáng sợ và quyền năng mà không ai muốn dạy dừa đến nó cả. Sự nguy hiểm của Buster Cole được thể hiện rõ ràng qua cuộc chiến tại Enies Lobby. Chỉ cần một cái nút nhấn nhẹ nhàng từ vị trí của Spandam là có thể huy động cả một lực lượng quân sự đông đảo gồm vài trăm chiến hạm đến để bắn nát cả cái Enies Lobby và đưa nó biến mất khỏi bản đồ. 20 năm trước, chính phủ cũng đã từng dùng Buster Cole để huy động lực lượng khủng bố này đến Ohara và xóa sổ luôn cả hòn đảo này. Vì tính chất nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm nên hầu như Buster Cole chỉ được sử dụng trong những lúc cấp bách và chỉ dùng cho những người có đầu óc suy nghĩ và có lý do chính đáng. Thế mà lại không hiểu sao một thứ nguy hiểm như thế này lại rơi vào tay của một kẻ tưng tưng khùng khùng điên điên như Spandam. Đó rồi tự nhiên hải quân cho bay nhẹ cái hòn đảo công lý chỉ vì một tên thần kinh có vấn đề. Bên cạnh vũ khí hủy diệt đáng sợ như Buster Cole thì lực lượng hải quân còn có cả một đội quân người máy Pacifista do nhà khoa học đại tài Vegapunk sáng chế ra nữa. Đội quân người máy này có sức mạnh gấp trăm lần người bình thường nên rất hữu ích trong các cuộc chiến với những đối thủ có sức mạnh đáng sợ như Luffy, Law hay là Teach. Chỉ cần sử dụng đội quân Pacifista là hải quân đã hạn chế được tối đa thương vong cho binh lính của mình rồi. Nếu mình là người đứng đầu trong hải quân thì mình cũng sẽ đầu tư lớn vào số lượng đội quân Pacifista. Với ít ra, chúng cũng có lợi hơn cho hải quân trong việc rút ngắn thời gian giành lại chiến thắng nữa. Chưa kể là với bộ óc thiên tài của nhà bác học đại tài Vegapunk thì chỉ cần đưa ra một vài yêu cầu và chi thêm một khoản tiền hợp lý cho ổng thôi thì chẳng mấy chốc đã có thêm dầm ba món vũ khí xịn sò hơn rồi. Xếp sau những món vũ khí tối tân kia là một loại vật liệu để chế ngự được sức mạnh từ trái ác quỷ của những tên hải tặc là đá biển. Không cần biết những tên hải tặc đó mạnh bao nhiêu hay tài giỏi như thế nào, nhưng chỉ cần chúng là người sở hữu sức mạnh từ trái ác quỷ thì chỉ cần đeo gông làm từ đá biển vào người thì èo oặt ngay. Không cần là còng tay hay là gông được làm bằng đá biển thì mới chế ngự được chúng. Vì bất cứ thứ gì được làm từ đá biển cũng đều có tác dụng với những tên hải tặc đa ăn trái ác quỷ. Thậm chí là không cần đến trái ác quỷ không thì đây vẫn là một công cụ tuyệt vời để gông cổ bọn hải tặc. Vì đã đeo thứ đá này vào là rất khó để có thể gỡ ra mà không có chìa khóa. Và chẳng có gì có thể đạp bể nó cả. Vậy nên, cứ dính tới đá biển là xác định đầu lìa khỏi cổ, hoặc là dựa cột mà thôi. Bên cạnh những món vũ khí nguy hiểm là công cụ hữu ích để phục vụ cho quá trình chống lại hải tặc, thì các trụ sở hải quân cũng là nơi rất cần thiết để hải quân luôn luôn sẵn sàng có mặt kịp thời, ngăn chặn các cuộc tấn công từ hải tặc nổ ra. Các bạn có biết rằng, hầu như ở mỗi một vùng biển đều được đặt ít nhất một trụ sở hải quân không? Các trụ sở này vừa có nhiệm vụ duy trì yên bình cho nơi mà họ quản lý, vừa là nơi thu thập mọi thông tin quan trọng về những hải tặc đổ bộ lên hòn đảo mà họ quản lý để đưa về trụ sở chính, vừa có thể điều động quân đến chiến trường ngay khi được cấp trên thông báo. Đặc biệt là tổng bộ hải quân
nơi quyền lực nhất trên thế giới, khi được xây dựng ở trung tâm Đại Hải Trình bên dưới Mary Jones. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, thì căn cứ chính của hải quân cũng đã được dời đến tầng thế giới, vì vị trí cũ ở Mary Jones đã bị Luffy và những người bạn tù phá hủy, gần như là hư hại toàn phần. Chuyển sang chỗ mới, với hy vọng phong thủy tốt hơn để không gặp lại tình trạng hải tặc đại náo như lần trước nữa. Và theo như đầu óc của một chiến lược gia thì mình thấy bước đi này của chính phủ hẳn là có một âm mưu gì đó cực kỳ lớn và giả thuyết tham. Như các bạn đã thấy, ban đầu căn cứ hải quân được đặt ở phần thiên đường, có nghĩa là địa bàn của hải quân là ở nửa trước đại hải trình, họ không đụng đến tầng thế giới vì tầng thế giới là của hoàng đế. Tuy nhiên, giờ thì sau khi có sự giúp sức của hạm đội robot đồ chơi của Vegapunk, hải quân đã đi bước tiếp theo của mình khi dời địa bàn lên tầng thế giới. Họ thậm chí còn không thấy tiếc gì khi loại trừ thất phủ hải. Và hành động chuyển nhà này của hải quân đã cho chúng ta thấy được rằng năm ông già tinh tướng trên kia chắc đang nhắm đến việc thanh lọc toàn bộ thế giới bằng cách đánh bại các tứ hoàng rồi nhỉ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ý định vậy thôi, chứ không phải nam chính. Và không có nhạc nên thì đừng có dạy gì đụng vào hoàng đế. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy comment phía dưới cho mình biết với nhé. Những người đứng đầu cực kỳ mạnh mẽ, tuy hải quân sở hữu nhiều chiến hạm đỉnh cao cũng như nắm trong tay nhiều vũ khí tân tiến, nhưng sẽ ra sao nếu như người đứng đầu hải quân chỉ là những kẻ tầm thường? Nếu những người đứng đầu hải quân là những người tầm thường, không có sức mạnh cũng như đầu óc không thể nhìn xa trông rộng, mà chỉ dựa vào những thứ vũ khí hiện đại mà mình đã nói ở trên, thì sẽ không bao giờ đánh bại được những kẻ xấu xa ngoài kia. Những hải tặc sở hữu sức mạnh sẽ được đà lấn tới và lật đổ hải quân cùng với bộ máy chính phủ thế giới. Vậy nên, để tránh những chuyện như vậy xảy ra, hải quân luôn chọn những người có sức mạnh vượt trội cùng bộ óc thiên tài để dẫn đầu một đội quân hùng mạnh. Trước đây, người đứng đầu lo liệu công việc cũng như nhận các tình báo quan trọng và giao phó chúng cho các đô đốc là Sengoku. Nhưng sau khi ông nghỉ hưu và lui về dưỡng thân thì Sakazuki đã lên thay thế. Ông là người rất mạnh mẽ về thể chất cũng như ý chí cao cường, luôn muốn lật đổ các thế hệ hải tặc nên đã rất mạnh tay trong việc siết chặt mọi thứ có liên quan tới hải tặc, đặc biệt là thế hệ tồi tệ nhất. Ngoài Sakazuki ra thì vẫn còn những đô đốc khác đóng vai trò quan trọng không kém trong bộ máy quân sự như Gap, Kizaru, Fujitora, Momonga, Smoker, Suru, v.v. Trong số những con người tài năng này, có một số người đã ăn trái ác quỷ và sở hữu sức mạnh cũng như những năng lực đặc biệt của chúng, có lợi cho việc chiến đấu với hải tặc. Nhưng cũng có người sở hữu sẵn những sức mạnh tự nhiên mà không cần phải nhờ vào trái ác quỷ hay bất cứ thứ gì hỗ trợ như Gap. Tất cả bọn họ đều có chung một mục tiêu là tiêu diệt thế hệ hải tặc. Dù cho chúng có lớn mạnh tới đâu đi nữa, trong tương lai sẽ còn rất nhiều những cuộc đối đầu giữa hải quân và hải tặc nổ ra. Lúc đó, chúng ta sẽ lại được chứng kiến những trận đánh đỉnh cao giữa hai phe và chứng kiến sức mạnh đáng sợ của bọn họ. À mà đó là chúng ta chưa được chiêm ngưỡng sức mạnh của bò xanh đấy nhé. Cái ông bí ẩn này trông vậy thôi, chứ cũng khó nhai lắm đấy. Mình nghĩ rằng trong tầm vài năm ngoài đời nữa thôi là chúng ta sẽ được diện kiến người đàn ông nhịn đói lâu nhất thế giới này rồi. Có chính phủ hậu thuẫn, ngoài những người đứng đầu, cai quản bộ máy hoạt động của hải quân ra, thì vẫn còn có một thế lực to lớn khác đứng phía sau chống lưng cho bọn họ, đó chính là chính phủ thế giới. Họ là tầng lớp cai trị toàn bộ thế giới, đã hơn 800 năm và là những người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Đứng đầu bộ máy chính phủ này là 5 vị ngũ lão tinh và trên cao hơn nữa là Imusama. Họ là những người biết cách mà thế giới vận hành nên vị trí cũng như lời nói của họ rất có giá trị. Bên cạnh đó, việc duy nhất họ làm là ngồi một chỗ ung dung, nhận tin tức từ khắp nơi đổ về và suy nghĩ cách để giải quyết. Thông thường thì những tin tức mà ngũ lão tinh nhận được là những vấn đề chính trị từ hơn 170 quốc gia mang về. Không những giỏi lãnh đạo mà họ còn cực kỳ giàu, giàu hơn cả chứ giàu. Và như đã thấy trong quá khứ, hai lần tổng bộ bị phá hủy và tổn thất nặng nề, nhưng chính phủ vẫn đủ tiền để xây mới lại, hoành tráng hơn, rộng lớn hơn và xịn sò hơn rất nhiều. Công lý luôn luôn chiến thắng. Như chúng ta đã biết thì trong One Piece được chia ra làm hai phe, một bên là làm hải tặc, còn một bên là làm hải quân, mà hải quân lại là những người đại diện cho công lý. Nên sự thật luôn chỉ ra rằng công lý luôn luôn chiến thắng. Và vì hải quân là lực lượng bảo vệ cho thế giới, nên suy ra hải quân sẽ luôn chiến thắng hải tặc. Tuy nhiên, nói như thế không phải là vì hải tặc lúc nào cũng thua và không có hải tặc nào cũng là người xấu. Không phải hải tặc nào đi đến đâu cũng giết người cướp của, cướp thuộc địa, mà đâu đó vẫn còn những hải tặc là người tốt, luôn sẵn sàng ra tay ứng cứu người dân trong lúc hoạn nạn. Điển hình như là Luffy, Roger hay Râu Trắng, chỉ vì bọn họ là hải tặc nên luôn bị hải quân truy đuổi và gieo tiếng xấu khắp mọi nơi. Hải quân sẽ làm mọi cách để người dân tin tưởng rằng những hải tặc ngoài kia là một lũ mọi rợ, mà thực ra là như vậy, và chỉ có hải quân là công lý duy nhất sẽ đánh bại thế hệ hải tặc tồi tệ. Tuy nhiên, như các bạn đã biết,
với tình hình hải tặc đi đến đâu là giúp đỡ người khác đến đó và bảo vệ họ. Như hầu hết các hải tặc hiện nay thì công lý đã không còn thuộc về hải quân nữa. Hải tặc cũng có công lý riêng cho mình, nhưng chắc chắn là đã không thể mạnh bằng hải quân ở thời điểm hiện tại được, vì hải quân còn có sự an nguy của người dân và cả thế giới nữa. Còn đa số các bằng hải tặc khác, ngoại trừ bằng của Luffy và một số bằng hải tặc tốt bụng, thì hải tặc cứu người chỉ vì mục đích riêng của họ mà thôi, nên sẽ không đủ sức mạnh công lý như là hải quân được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.